Vâng, em kính chào tất cả các bác. Thì nay là ngày 8 tháng 3 cũng là lễ phụ nữ. Thì em qua cái video này là giới thiệu cặp loa Tannoy DC3000 cực kỳ hiếm. Đây là dòng loa cây của Tannoy, hàng nòi của Anh Quốc nha bác, chứ không phải như những cái dòng Tannoy đời mới bây giờ sản xuất cái năm thứ ba. Nếu các bác mình sở hữu những cặp loa Tannoy thì đây là cặp các bác đáng chơi, cặp loa cây và có thiết kế rất là đậm đà và rất là đẹp. Có chế độ chơi B-Way, tất cả các cầu cũng nguyên luôn nha, nguyên cái thanh này các bác. DC3000 rất là mới nha các bác, phía sau màu đen nhưng mà nó là vẫn là vân gỗ nha các bác. Đây các bác thấy sự treo chuốt và lỗ thông hơi phía sau, cặp này nghi rất là hay và rất là hiếm nha. Thùng gỗ lãng màu vàng, các bác thấy vân gỗ là liên tưởng đến những dòng loa JBL L36 hoặc là L26 được cáp, một vân gỗ kiểu như là vuông khô thông rất là đẹp nha. Đây mời các bác cùng xem. Rồi em sẽ quay lại mời các bác cùng xem phía sau, trên giữa mé loa nó sẽ có một cái chỉ nhấn mạnh. Đây, nhìn loa rất là mạnh mẽ và đẹp nha các bác, sang. Và chiều cao của loa là rất là lý tưởng các bác, 91 cm và ngang là 26, hậu là 30. Rồi đi vào phía trước cũng như chi tiết cặp loa. Vâng, và đây là phía trước của loa, e-keng ring luôn các bác, e-keng ring nguyên bản luôn nha. Rất là đẹp. Đây, khi đẩy e-keng các bác thấy phía trước, đây logo Tannoy. Đây là một cái phần phía khác mà hãng không cắt ngang mà cắt chéo xuống này nha. Cắt chéo xuống này. Đế. Rồi đây, cặp này gọi là hoa hậu luôn các bác, những cặp này mà sản xuất năm 91 các bác. 1991. Công suất cặp loa này thì auto watt từ 10W cho đến 175W maximum. Sở hữu là một bát 20 và một cái bát đồng trục và một cái chép phía trong. Đây. Sử dụng ốc là bác cái ốc lục giác nha các bác. Đây là những ốc theo thời gian này các bác, từ bãi về để nguyên như các bác. Đây. Theo thời gian như cái ốc này nó phải như thế này nha các bác. Còn các bác muốn đẹp thì có thể mở ốc ra, có thể xây lại, nhưng mà em thì em để nguyên vậy luôn. Gân của nó là gân zin, tại vì dân gân kuso. Hai bát đều gân zin hết và một chép kèn bên trong. Đặc trưng của dòng Tannoy đồng trục, độc quyền của hãng. Và viền phía ngoài là viền màu xanh, có chỉ xanh này các bác, rất là xanh. Và để đi xa ra để các bác cùng ngắm vi điệp của nó. Gọi là chân dài nha các bác, 91 cm, một chiều cao rất là lý tưởng luôn. Loa rất là đẹp nha các bác, cực đẹp nha. Rồi đi về, đi tới chi tiết từng cạnh phía bên hông trái hông phải để các bác thấy được cái điều khác xéo của cặp loa này nó lý tưởng như thế nào và nó đạt đến cái trình độ rất là đẹp. Cặp loa này giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, loa này hiếm lắm nha. Nhưng về chất âm của dòng Tannoy thì chúng ta không cần bàn tán về những cặp loa Tannoy nòi này. Đây, nhìn cái vân gỗ rất là thích các bác. Đây, khi chúng ta nhìn thẳng lên đấy, có thấy chữ điêu khắc mà khắc chìm vào trong loa, nó mới xéo xuống nhìn rất ấn tượng nha. Loa rất đẹp, góc cạnh tuyệt vời. Đây, các bác nào chốt thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hay là 0965770227, em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Chỉ không đủ em bớt 200.000, 200-300 gì đấy. Nhưng cặp này khá nặng, một cái thùng loa như thế này là 26-27 kg nha bác, nên là em chỉ là bao ship thôi. Còn chỉ còn đổ thêm bớt 200 ngàn lọc. Còn cọc tiền thì cọc 2-3 triệu trở lên thì em ship hàng. Loa thì khỏi bàn, tất cả bao zin và loa rất đẹp nha các bác. Khuôn thành sát cạnh, gần zin, e căng zin. Tiêu chí mà em tuyển hàng cũng đưa hàng về cho các bác sưu tầm chơi. Rồi như đó thôi, video này là kết thúc. Đây các bác thấy, bác nào chốt thì alo cho em nhé. Qua hai số điện thoại này 0978338 14 hay là 0965777. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.